Những ngày gần đây, Nam Bộ bắt đầu xuất hiện những trận mưa với cường độ lớn, khiến cho mực nước trên các sông tăng nhanh và cao hơn cùng kỳ năm 2015. Thế nhưng theo kinh nghiệm của những người dân ở miền Tây thì năm nay sẽ không có lũ. Lũ không về, nguồn lợi không còn, nhiều người đã bỏ quê đi nơi khác để tìm kế mưu sinh. Câu chuyện về cụm tuyến dân cư tránh lũ Cà Nổ, Long An sẽ phần nào giúp quý vị hiểu rõ những hệ quả mà người dân miền Tây đang phải gánh chịu khi mà lũ không về. Cụm dân cư tránh lũ Cà Nổ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Hoang tàn, đổ nát, cửa sập sệ, cỏ mọc um tùm. Không có dấu hiệu của người ở. Bà Nguyễn Thị Tre, 85 tuổi, hàng ngày vẫn phải tự mình làm những công việc nhà. Bà có hai người con cùng dọn về cụm tuyến dân cư này sinh sống vài năm nay, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, làm mướn và đánh bắt cá tôm tự nhiên. Thế nhưng lũ không về, nguồn lợi ngày càng cạn kiệt, các con bà đành bỏ nhà đi nơi khác làm công nhân. Nhà ngoài kia kìa, mà hàng nhỏ nó ở rồi, tôi lên đây tôi ở mà. Thì hàng nhỏ Úc nó không có nhà, không có đất. Rồi nó mới lên để các già nó ở đây rồi, tôi về đây tôi ở với nó, đang giữ nhà cho nó đi mành. Ở nhà mình luôn. Ở nhà mình luôn, chứ tới đội tới ngồi đi học chưa về. Nếu như những cơn lũ lớn vào năm 2002 đã khiến cho hàng chục ngàn dân ở vùng Đồng Tháp 10 phải bỏ nhà lên cụm tuyến dân cư để tránh lũ, thì 10 năm sau đó, cảnh tượng chỉ còn là như thế này. Những hộ dân chuyển lên đây chủ yếu là dân nghèo, sống bằng nghề làm thuê, làm mướn và chờ mùa nước lên để bắt con cá con tôm. Thế nhưng đến thời điểm này lũ không về, sinh kế không còn, nhiều người đã bỏ nhà đi làm công nhân. Người đi thì không biết cuộc sống như thế nào, nhưng những người ở lại thì khi được hỏi đều cho biết rằng sẽ không biết bám trụ đến khi nào. Cụm dân cư Cà Nổ là một trong 28 cụm tuyến dân cư vượt lũ của huyện Tân Hưng, được xây dựng hơn chục năm trước. Ước tính có khoảng 160 hộ chuyển lên đây sinh sống, trong đó có hơn một nửa là hộ nghèo, sống phụ thuộc vào nguồn nước. Giờ chỉ còn là người già và trẻ nhỏ. Làm mướn rồi này nọ là giờ máy làm hết rồi, những người công hộ nghèo người ta không có phương tiện làm đó, rồi không có đó rồi người ta bắt buộc phải đi làm khu công nghiệp hết rồi. Dân ở đây giờ hoàn cảnh là đi làm là hết tương đối là 70% à, đi làm mướn cho. Lúc trước là lũ về là thôi chung ra tôi với ông xã tôi đi giăng lưới giăng câu là một ngày kiếm 100-200 ngàn có, mà từ hồi lũ không về tới giờ là tôi với ông là không có làm gì có tiền hết. Chỉ là đi mần mướn, mần thê ở đâu đem về sống thôi chứ. Huyện cũng có triển khai các cái chương trình về tạo đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tuy nhiên thì do đầu ra không ổn định cho nên hiệu quả không cao, cho nên tình trạng giải quyết việc làm trên địa bàn huyện cũng còn khó khăn. Theo thống kê, từ năm 2000 đến năm 2008, đồng bằng sông Cửu Long có 804 cụm tuyến dân cư được xây dựng, hỗ trợ cho hơn 146.000 hộ dân trong vùng thường xuyên bị ngập, với tổng số tiền đầu tư là hơn 5.800 tỷ đồng. Thế nhưng 10 năm sau đó, một thực trạng hoàn toàn trái ngược khi số người còn ở lại không đáng là bao.